Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Đại Dương, có một số hoa mai vàng gồm hoa giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị clip cuối năm ha. Chào cô chú anh chị em ha. Hôm nay cũng còn mười mấy ngày nữa cô chú anh chị ơi, là tới Tết ha cô chú anh chị. Cũng năm cũ của năm mới ha. Em chúc cô chú anh chị ha sức khỏe dồi dào ha, mà ăn thì phát tài phát đạt ha. Em nay em cũng quay là một clip cuối ha cô chú anh chị. Em bán thì hiện nay bán khuyến mãi cô chú luôn, bán giá mềm ha. Nói chung là clip cuối năm chứ không phải clip, là cuối năm ha. Hẹn gặp lại vào những clip đầu năm mới ha. Dạ. Rồi đầu tiên mã số 1 là một cặp mai vàng quý cô chú anh chị. Mã số 1 là cặp mai vàng ha cô chú anh chị. Mai vàng thì hoành thì từ 9-10 ha cô chú anh chị. Cây lên rất là nhiều búp luôn. Chiều cao ha. Rồi cao 50 ha cô chú anh chị. Tán ngang được 60. Này cao cũng 55 cô chú ơi. Ngang cũng 50 ha. Đó, một cặp như thế này là em giao lưu cả nhà là 500k, em bao cả ship ha. Đó, cả luôn cái chậu cả nhà. Về để bàn chơi Tết ha, hàng thì búp nụ cực kỳ luôn. Còn bông thì giảo thì 8 tới 12 cánh ha cô chú anh chị. Đây là giảo, hàng giảo Thủ Đức ha. Rồi. Rồi đây là mã số 1 ha. Rồi, mã số 2 ha cả nhà. Cũng là mai vàng ha. Kỳ lên búp rất là xanh quý cô chú anh chị. Rồi cao 50. Nay cao được 55 ha cả nhà. Tán ngang được 40 ha, bữa nay cũng 40 ha. Đó, một cặp như thế này là 500k ha. Bông thì bông giảo ha cả nhà, 8 12 cánh bông rất là đẹp luôn á. Rồi, cặp số 3 ha cả nhà. Rồi cao 50 luôn cả nhà ơi. Hoành thì em bao cả nhà ha, từ 9 tới 10 ha cả nhà. Khi hoành có cây hoành ở trên nữa. Đó, hàng thì búp nụ em bao cả nhà luôn. Đó, hàng để bàn chơi Tết cả nhà. Đó, một cặp như thế này là 500k ha. Em bao cả ship cả nhà. Rồi. Rồi mã số 4 cả nhà ơi. Cũng là mai vàng cả nhà. Rồi cao được 48 ha. Cái này cũng 48 ha cả nhà. Ngang được 40. Đó, một cặp 500 ha cả nhà. Cái nhà mua lẻ ăn cây vẫn bán bình thường ha cả nhà. 500k ha. Rồi. Rồi, cặp số 5 ha cả nhà. Cũng là mai giảo Thủ Đức ha. Bông thì 8 tới 12 cánh, bông to rất là đẹp luôn. Rồi cao 60. Này cao cũng 60 ha cả nhà. Ngang được 50. Cây bên này cũng vậy ha cả nhà. Hai cây đồng 50 ha. Đó, một cặp là 500k, em bao cả ship ha. Đây là mã số 5 ha cả nhà. Rồi, em lên cặp số 6 ha cả nhà. Cái nhà mua lẻ ăn cây em vẫn bán ha cả nhà. 250k ha, em bao cả ship hết. Luôn cái chậu ha cả nhà. Này cao 55. Này cao 50. Ngang là 40 cả nhà. Hoành thì 90 ha. Bông giảo 8 12 cánh ha. Đó, một cặp ha cả nhà. Một cặp 500k em bao cả ship cả nhà luôn ha. Rồi, này là cặp số 7 ha cả nhà. Quá khứ nụ luôn cả nhà. Rồi cao là 45 ha. Cây này 47 ha. Ngang được 35. Mini nhưng mà có đáy cho người quý cô chú. Mấy hàng này hàng cũ cả nhà. Đó, một cặp 500 em bao cả ship ha. Cả nhà mua một cây ha, em cũng vẫn bán ha cả nhà. Rồi. Mã số 8 hoa giấy. Mã số 8 là một cây tím tuyết quý cô chú chị em. Rồi, đây là mã số 8 một cây tím tuyết ha nha. Rồi cao 90. Ngang 75. Cây này dọc này cực kỳ sai hoa luôn nha. Rồi cây này là 12 hoành ha cả nhà, 12 hoành eo ha. Để sổ. Sổ được 35 ha cả nhà. Rồi cây này giao luôn cả nhà là 250k, em bao cả ship ha. 250 ha cả nhà. Cây này thì phơm tàn tròn đặc quý cô chú anh chị. Đang lên cỡ búp rất là sai. Mã số 9 ha.
Rồi cao là được 70. Ngang là 80, 80 85 ha cả nhà. Cái này thì quanh cũ dưới ngồi của anh chị đế. Hai cây này giống như là phu thê ha. Rồi, cái này giao lưu cả nhà là 300k ha, em đo quanh này thử cái ha cả nhà. Đó, quanh này được 9 ha cả nhà. Đó, 300k em bao ship luôn. Cây này rất là đẹp ha cả nhà. Rồi mã số 10 ha cả nhà. Vẫn là tím tuyết luôn. Rồi cao 75. Ngang 75. 11 vành cả nhà. 11 vành eo ha. Rồi cái này cũng là giao lưu cả nhà 250k, em bao cả ship cả nhà. Đây là tím tuyết cả nhà. Rồi mã 11 cả nhà, cũng là một cây tím tuyết ha. Rồi cao 80. Ngang 70. Rồi cây này 14 ha, 15 tính 14 ha cả nhà. Rồi giao lưu cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship nha nha. 250k ha. Nên là mã 11 ha cả nhà. Mã 12. Một cây đỏ lửa quý cô anh chị. Rồi, nên là mã 12 một cây đỏ lửa ha nha. Rồi cao 70. Ngang 80. Rồi 14 hoành cả nhà. Đó, mã 12 ha, giao lưu cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship ha cả nhà. Mã số 13, cây hai màu. Rồi này là mã 13 ha cả nhà. Gồm có tím tuyết và trắng tuyết của anh chị. Màu trắng và màu tím ha. Rồi cao 85. Ngang 90. Cây này củ nở ha cả nhà. Rồi cây này 16 hoành cả nhà. 17 đến 16 ha. Rồi cây này giao lưu cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship cả nhà. Đây là mã 13 ha cả nhà. Rồi 250k. Cây một cốt với cô anh chị. Cây này ba màu lửa với cô anh chị, gồm có tím lửa, đỏ lửa và cam lửa ha. Cây một cốt rất đẹp. Rồi cao 85. Ngang 75. Rồi 13 hoành ha cả nhà. Cây này mình đôn đến lên nha. Rồi, đây là mã 14 giao lưu cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship ha. À, đây là mã 15 cả nhà. Cái này ba màu lửa luôn quý cô chú anh chị em. Rồi cao 75. Ngang là được 85 cả nhà. 14 vành. Này là ba màu lửa cả nhà. Em bao cả nhà là ba màu lửa ha, tại chủ cây người ta nói cả nhà. Rồi này mã 15 vô luôn cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship cả nhà. 250 ha. Rồi mã 16 cả nhà. Cây này hai màu lửa. Cái này hai màu lửa cả nhà. Tím và đỏ ha. Cây này dáng rất là đẹp luôn. Rồi chiều cao là 1m. Ngang được 65. Cây này vừa Tết luôn. Màu tím nằm dưới này nè, bên dưới nè. Sổ đế rồi thân lắc. Rồi 15 vành ha cả nhà. Rồi giao lưu cả nhà cũng là 250k ha. Cây này đế quái ha cả nhà. Rồi mã số 16. Này này mã số 16 cả nhà. Cây này cũng hai màu luôn quý cô chú anh chị em. Rồi đây là mã 17 ha cả nhà. Rồi cao 90. Ngang 95. 13 hoành. Rồi giao lưu cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship ha. Đây là ba màu lửa ha cả nhà. Rồi. Cái này màu cam nó đang lên, màu tím nè quý cô chú anh chị em. Đây là màu đỏ nè, ba màu lửa. Rồi cao 90. Ngang là 77 ha.
Rồi cây này là 14 hoành ha nha, 15 tính 14 ha. Giao lưu cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship nữa nha. Rồi, rất là duyên luôn. Rồi đây là mã số 19 ha, cũng là ba màu lửa ha cả nhà. Này cao 95, ngang 90. Này là 20 hoành. Giờ cây này giao lưu cả nhà là 300k bao ship mã 19 nha cả nhà. 300k ha. Cái này lực nha nha. Rồi. Dòng mới của cô chú anh chị, vàng kim. Hoa màu vàng và rất là sai hoa nha. À, đây là mã 20 nha nha. Rồi cao là được 75. Ngang là 60. Rồi 12 hoành nha cả nhà. Hoa nó rất là sai quý cô chú anh chị. Rồi em xin giao lưu cả nhà mã 20, giao lưu cả nhà là 250k, em bao cả ship ha. Rồi mã 21 ha. Rồi cao 75. Ngang là 70. Rồi 11 hoành ha cả nhà. Rồi giao lưu cái nhà hang, cái này cũng là 250k. Này là mã 21 cái nhà, 250k, bao cả ship ha. Rồi mã 22. Cây hồng gân. Rồi cao 80. Rồi 15 hoành ha cái nhà. Đáng ngang quên. Này ngang được 68 cả nhà, ngang 68 ha. Rồi mã 22 giao lưu cả nhà cũng là 250k ha. Rồi mã 23. Cành vàng lá ngọc với cô chú anh chị. Cây này nó chớm búp quá xá luôn rồi. Đây. Rồi cao 70. Ngang 80. Đế quái ha. 12 hoành ha cả nhà. Rồi, này là mã 23, giao lưu cả nhà là 250k, em bao cả ship luôn ha cả nhà. Rồi, mã 24 ha, một cây ngũ sắc. Năm màu thái với cô chú chị. Rồi, cái này cao 80. Ngang 90. Rồi cây này 14 hoành, 15 tính 14 luôn cả nhà. Để sổ rất đẹp ha. Rồi cây này giao lưu cả nhà cũng là 250k luôn cả nhà. Cả nhà ơi, này là mã 24 ha. 250k luôn. Cành vàng lá ngọc. Mã 25. Rồi cao 80. Ngang 65. 14 hoành. Rồi giao lưu cả nhà cũng là 250k luôn. Đó em bao cả ship cả nhà. Này là mã 25 ha. Ok tiên nữ của anh chị. Dán quái luôn cô nhà. Ruby, này ruby quý cô chú anh chị, xin lỗi nha, ruby. Rồi cao 65. Ngang 60. 15 hoành cả nhà. 15 hoành em ha. Rất đẹp ha, ruby. Rồi giao lưu cả nhà cũng là 250k, em bao cả ship luôn cả nhà. Đây là tiên nữ nè quý cô chú anh chị. Rồi mã 27 cả nhà. Cao 70. Ngang 65. Hoa rất là đẹp ha. Rồi cây này 10 hoành cả nhà ơi, 10 hoành ha. Rồi giao lưu cả nhà cái này 200k em bao ship luôn cả nhà. Rồi. 200k luôn ha. Cây tiên nữ. Rồi mã 28 luôn cả nhà. Cao 65. Ngang 40. Cây một ghế. 13 hoành. Rồi cái này giao lưu cả nhà 200 bao ship luôn cả nhà. 200k em bao cả ship ha. Rồi mã 29 cả nhà. Chắc là một cây ruby luôn quý cô chú anh chị.
người ta mới cun tàn vô. Rồi cái này cao 65, ngang 60, 12 hoành. Rồi giao lưu cả nhà, 200k em bao cả ship nữa nha, 200 em bao ship luôn nha cả nhà. Cây tím chiều vàng với cô chú anh chị, tím lá vàng. Cái này về với cô chú anh chị mình con lại đợi, đợi cái đợt bông sao nha. Rồi cái này cao 90 nha nha. Cái 90 nha. Đế sổ rất là đẹp luôn. Rồi ngang 85. 19 quanh. Rồi cái này giao lưu cả nhà là 300 em bao ship nha nha. 300k luôn nha nha. Cái này là mã 30 nha nha. 300k em bao ship luôn. Rồi mã 31 cả nhà ơi. Cái ba màu lửa ha. Đây là ba màu lửa cả nhà. Cái này em ship cả chậu cho cả nhà luôn ha. Lỡ mà tới chỗ nó có bỏ chậu thì cả nhà cũng thông cảm giùm em, tại cái chậu mũ cả nhà. Rồi chiều cao 85. Rồi 24 vành. Một rễ đế giống như con thú của cô chú anh chị. Rồi tán ngang là 1m, 1m ngoài ha nha. Rồi cái này giao lưu cả nhà là 1 triệu em bao ship luôn cả nhà ơi. Này là mã 31 ha. 1 triệu em bao ship luôn. Phôi lực của cô chú anh chị. Rồi mã 32 cả nhà. Phôi rất là quái ha, ghép hai màu với cô chú chị. Này là tím tiếp và một bó Ấn Độ nha. Rồi cao là 83. Ngang 80. Này mình ship nguyên chậu cho quý cô chú chị mình luôn. Rồi vành eo là 24 ha. Đế sổ được 28 ha. Rồi cái này giao lưu cả nhà là 700k em bao cả ship luôn đó nha. 700 ha nha, mã 32 ha. Rồi mã này cũng là mã cuối ha. Em xin chào tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ những clip trước ha. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Rồi, rồi đây là một lô mai vàng còn lại quý cô chú anh chị. Lên đại diện vài mã cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Còn nếu như cần nguồn thì cứ liên hệ cho anh Đời Dương nha. Thôi vì cùng với anh Đời. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ nhà vườn và hẹn gặp lại nha.